Ok, hello, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Và đây là video Khải sau đồ top tống kim tại server Đại Gia Sơn, trang chủ game công thành chiến sư .com. Để Khải xem thử ông này mang set đồ gì mà đánh nhở đang auto top ấy. Hồi nãy thì tối hôm nay thì Khải thấy như là được top 7 top 8 gì đúng không? Top 7 top 8 gì đúng không Hiền yêu ơi? Đây, thì chúng ta nhìn vào cây vũ khí. Một cây vũ khí chóng 30, sinh lực, nội lực kháng hỏa 19. Ok, một cây vũ khí khá đẹp. Cây vũ khí khá đẹp. Quá đẹp luôn cây vũ khí này đẹp. Nếu mà Khải chơi giỏi đang, Khải cũng ưng cây vũ khí này lắm luôn ấy. Rồi, đến tiếp đó là cái nón, sinh lực cao 124 và kháng hỏa chóng 30, nội lực. Đó, giỏi đang thì ưu tiên cái sinh lực trước nè. Hai món này nhìn quá ưng. Khải cũng đang sắm đồ giỏi đang mà chưa biết có sắm được hai món như thế này hay không. Đó, hai món quá ưng luôn. Một cái áo phục hồi 40, chỉ được một phục hồi 40 và lấy cho mình kháng độc 15 thì không ăn thua rồi. Áo này rất là gọi là chưa được đẹp cho lắm. Nếu mà đẹp thì phải có sinh lực nữa mới đẹp. Đó, hoặc là chuyện hói gì đó thì đẹp. Rồi gia chiên kháng cả 11, kháng độc 13. Ok, hai món kim được kết vũ khí và nón. Bao tay của mình làm chạm 40, sinh lực 56. Và ngọc bội, ngọc bội cho mình chống 30. Và nhẫn chóng 30 này thì đạt hiệu ứng chóng 80 nha anh em. Đó, ba món chóng đạt hiệu ứng chóng 80. Khải cũng đang định build theo set đồ như thế này nè. Đó. Nhẫn kim, có nhẫn kim nào dư không? Đó, nhẫn kim kháng độc 12 và sinh lực 100. Hai món mộc, đó chắc chắn là hai món mộc. Một kháng lôi 24 và sinh lực 131. Một nhẫn kháng lôi 15 và sinh lực 84. Đó. Hai món kháng lôi và chắc chắn là đi theo với một cái giày kháng lôi. Giày kháng lôi, tóc 29 kháng lôi 26 quá đẹp. Lôi 26, lôi 24 là được 50. 50 bữa này là 65. 65 với gia truyền kháng cả nữa đạt móc kháng lôi nè mày. Móc kháng lôi full 75 rồi. Quá chậm. Quá chậm. Full 75 kháng lôi. Và kèm theo kháng hỏa 19 với 19 là 19 với 15 là 34. 34 với cái này là được 45 kháng hỏa. Đó, vào trong tổng kim kháng full lắc là đẹp luôn. Đó, anh này đánh auto tốt nha nè. Chưa thấy được dương có hả? Khả năng tìm sức lực đẹp đẹp thì Khải mới xài. Đó, anh em, quá đẹp chưa? Thì hiệu ứng móc thì võ đan tầm này thì server rất là nhiều võ đan. Nên là ưu tiên cái lượng chón hoặc là kháng lôi là quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Với cái đồ này thì hiệu ứng chón là được 80 chón rồi. Đặt móc 80 chón rồi. Đó. Rồi kháng lôi thì ba món này kèm theo gia truyền tất cả thì vượt móc kháng lôi 75 rồi. Quá đẹp. Bộ đồ đẹp quá. Đó. Đó. Rồi, anh em xem thì đừng quên cho Hiền yêu một like, một chia sẻ cũng như cho kênh Khải một like, một chia sẻ. Và anh em thích xem soi đồ của cao thủ nào hay top tông kim. Và ở thời điểm hiện tại này thì cứ mỗi lần sau buổi tông kim thì anh em có thể comment, Khải có thể soi đồ cho anh em xem nha. Ok anh em, đừng quên cho một like, chia sẻ nha.